Trong thế giới Atula có nhiều túi trống lắm. Nếu không cẩn thận, sau khi qua đời, chúng ta sẽ rơi vào một túi. Một khi đã rơi vào túi đó rồi, thì không thể kiểm soát nữa. Đó là vì sao chúng ta nghe nói rằng ma trôi nổi đây đó. Họ không thể ở yên một chỗ. Họ trôi nổi khi gió thổi bay. Nếu không có gió, thì họ ngừng nơi đó. Họ không thể ăn và không thể có chỗ sống. Họ không thể nói chuyện và không thể đi bất cứ nơi nào họ muốn. Họ không được tự do, tất cả là vì họ bị bắt vào cái gọi là túi Atula, giống như một loại túi ni lông vậy đó. Trên hành tinh địa cầu có một loại khinh khí cầu nổi trong không khí và có cái giỏ ở dưới để người ta ngồi. Nếu chúng ta bị ném vào túi Atula cũng giống như bị ném vào trong cái giỏ trơ bên dưới khí cầu Hydro, chúng ta không tìm được cách để kiểm soát. Do đó, chúng ta nói là ma rất đau khổ. Đó là bởi vì khi còn sống trên thế giới này và vẫn còn có cơ hội để kiểm soát, chúng ta không chịu làm. Chúng ta không tận dụng thời gian quý báu trên cõi ta bà để hoạch định kiếp sống tương lai của mình. Cho nên khi ra đi, chúng ta bị nghiệp xấu làm cho sợ hãi và bị ma quỷ khác làm cho kinh hoàng. Chúng ta chạy khắp nơi vô định hướng rồi lại rơi vào thân người, hoặc rơi vào thân thú vật, hay lại rơi vào địa ngục, hoặc rơi vào cái gọi là túi trong cảnh giới Atula, rồi không tìm được cách để kiểm soát. Chỉ khi nào có thân người, chúng ta mới có thể kiểm soát được. Chúng ta có thể quyết định tương lai của mình và chọn nơi nào để sống không thật sự xảy ra trong tương lai. Chúng ta có thể đến các nơi khác để sống, rồi đi tới đi lui như vậy, trở thành một thói quen. Sau này khi ra đi, chúng ta sẽ biết mình muốn đi đâu, bởi vì chúng ta đã quen đi tới đi lui rồi. Chỉ vậy thôi, bằng không, sau khi chết, hơn phân nửa chúng ta sẽ rơi vào túi Atula. Chúng ta có thể sống vài trăm năm, nhưng vô nghĩa lý và quá đau khổ. Trong lão giáo, chúng ta có đề cập cái gọi là ma, là âm, có âm và có dương. Bây giờ chúng ta đi tìm dương. Sau khi chết, âm sẽ có rất nhiều quyền kiểm soát. Khi còn sống, chúng ta có cả hai âm và dương, có thể chọn để lấy dương mà không lấy âm. Sau khi chết, dương biến mất và chúng ta không có lựa chọn. Có thể chỉ còn có âm, lúc đó đã quá muộn. Nếu quý vị sống lâu hay sống vĩnh viễn, chúng ta có thể ở lại giữa hai biên giới, cõi Atula và cõi Ta Bà, để đi tới, đi lui, nhảy qua, nhảy lại như biên giới. Tôi không biết làm sao giải thích. Có một ngưỡng cửa giữa cõi Atula, tức là thân thể vô hình. Sau khi được gọi là chết đi, thân thể hữu hình phân hủy, nhưng quý vị còn có một thân thể khác. Nó trông giống y như thân thể quý vị bây giờ, chỉ là đẹp hơn, hữu dụng hơn, không già đi và trong điều kiện hoàn mỹ. Thí dụ, quý vị mất đi cánh tay. Cánh tay ở đây, hay là mũi của quý vị bị méo một bên như vậy. Nhưng sau khi quý vị rời khỏi thân thể hữu hình này, quý vị có hai tay như trước. Mũi quý vị thẳng ở chính giữa đây và toàn thân quý vị thì hoàn hảo, y như ngày quý vị chào đời. Có người sinh ra với khuyết tật, nhưng ý tôi nói là khi quý vị sinh ra hoàn hảo, thì khi quý vị rời khỏi thân thể vật chất và đi vào thân thể Atula, thân thể quý vị là hoàn mỹ và quý vị sẽ không cảm nhận lập tức sự khác biệt giữa thân thể Atula và thân thể vật chất quý vị đã bỏ lại. Chỉ có điều quý vị thấy, ồ, sao trông giống như tôi đang nằm ở đó và tôi là ai ở đây? Những người không tu đạo, con đường khai ngộ, thí dụ như pháp môn Quán Âm, khi họ chết đi, một số người rất hoang mang, tưởng rằng có lẽ họ vẫn còn sống, ý tôi là vẫn còn trong thân thể vật chất. Do đó, một số vong linh gọi là ma lẫn quẩn kế bên thân thể vật chất hoặc ở trong căn nhà họ từng sống, cố gắng lấy lại quyền sở hữu của những gì họ đã để lại.
Cho nên, nhiều khi nếu có người đi vào nhà họ và dùng đồ đạc của họ, họ sẽ giận dữ, đôi khi họ nổi cơn thịnh nộ. Và nếu họ đủ mạnh, họ thậm chí biến ra hình người, thân thể vật chất trong vài giây hoặc vài phút và làm cả nhà lo sợ và mọi người la lên, có ma, có ma. Phải, chuyện đó có, điều đó có xảy ra. Hoặc là họ trở lại và mặc dù không thể biến ra thân thể hữu hình, họ sẽ gây rắc rối, họ tìm cách ném đồ đạc trong nhà hoặc lắc cửa hoặc rời ghế và đập phá đồ đạc, chén bát, đĩa và tất cả, hoặc khua nồi, vân vân, tạo ra nhiều tiếng động và người ta sợ. Bởi vì họ vẫn còn hoang mang, tại sao không ai nghe họ, tại sao không ai nói chuyện với họ, tại sao vợ của họ lại hôn người khác rồi, điều này thật kinh khủng đối với họ. Và bởi vì họ không còn thân thể vật chất nữa, họ rất mẫn cảm với mọi cảm giác của những người xung quanh họ. Họ có thể đi nhanh từ thành phố này tới thành phố kia chỉ trong vài giây hoặc trong tích tắc, và đối với họ, không gian và thời gian không có nghĩa gì mấy, cho nên họ có thể xuất hiện bất cứ chỗ nào rất nhanh. Đồng thời, họ thấy được mọi chuyện, họ cảm nhận được mọi thứ, chẳng hạn nếu quý vị đang khóc thương họ, họ cảm thấy rất đau buồn. Thí dụ, nếu người chồng vừa qua đời và cả nhà vẫn còn khóc vì ông ta, người vợ hoặc con cái và mọi người đang khóc hoặc không khóc, nhưng trong lòng cảm thấy đau đớn bởi vì người chồng vừa qua đời, người cha vừa qua đời, và rồi linh hồn người không tu hành này sẽ quanh quẩn bên họ, cố gắng ôm họ, an ủi họ và nói với họ rằng tôi vẫn còn đây, tôi vẫn còn đây. Nhưng gia quyến không nghe được, có người nghe, một số người nhà có thể thấy họ, ý tôi là điều này hiếm có nhưng có thể xảy ra. Cho nên họ vô cùng bực dọc và bối rối, rồi họ cảm thấy vô cùng buồn khổ và họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bởi vì họ vẫn cảm thấy như là khi họ vẫn còn trong thân thể vật chất và họ không hiểu tại sao mọi sự lại thay đổi như vậy. Không ai nói chuyện với họ và thậm chí không ai nhận ra họ đang đứng gần bên hoặc đang ôm họ. Họ cứ làm lơ, họ hoàn toàn như vậy. Cho nên đa số người khi họ nói về trường sinh bất tử, họ nghĩ trong cách này, họ nghĩ ta sẽ sống vĩnh viễn trong thân thể vật chất này, nhưng không phải luôn là vậy. Người tu hành chúng ta, nếu phải đi, chúng ta đi, chúng ta đã thấy nhiều hành tinh tốt hơn, cảnh giới thiên đàng tốt hơn trong lúc thiền. Chúng ta mong ước rời khỏi thân thể vật chất này để đi đến đó càng sớm càng tốt, cho nên không có vấn đề gì. Chúng ta đều đã chuẩn bị và sẽ không nấn ná trên địa cầu vật chất này. Nếu là người tu hành đẳng cấp cao, chúng ta biết có những nơi tốt hơn để đi. Một số người vẫn chưa đến đẳng cấp cao, dĩ nhiên họ vẫn còn rất quyến luyến địa cầu vật chất này. Thiên đàng và địa ngục quý vị đang nói đến là ở cảnh giới Atula. Cảnh giới Atula có thiên đàng và địa ngục, tôi đã nói với quý vị rồi. Và người địa ngục tìm cách gây ấn tượng với thiên đàng, họ là láng giềng, rồi thiên đàng nói không được, quýt đi. Đi ra khỏi đây, đi xuống, họ tìm cách để có thêm lãnh thổ và thiên đàng bảo vệ lãnh thổ của họ. Vì trong cảnh giới Atula không có biên giới rõ ràng lắm giữa hai đẳng cấp Atula khác nhau, cho nên đa số người khi qua đời họ đi qua các đường hầm và sẽ thấy ánh sáng ở cuối đường hầm và những chúng sinh xinh đẹp và quang cảnh đẹp đẽ. Đây là thiên đàng Atula. Nhưng thiên đàng đẳng cấp thứ hai và đẳng cấp thứ ba không đánh nhau, cũng không đánh với địa ngục. Dĩ nhiên họ cố gắng bảo vệ những chúng sinh khác hoặc bảo vệ công dân của họ, nhưng họ không thực sự đánh nhau như chiến tranh ở Iraq hay gì đó. Tu hành có nhiều đẳng cấp thấp hơn và đẳng cấp cao hơn. Ở đẳng cấp thấp hơn có nhiều lối ngõ quanh co, cảnh giới Atula chẳng hạn. Nếu không biết mình đang đi đâu, chúng ta sẽ bị lạc. Không phải bị lạc vì không tìm được đường đi, mà lạc trong sự quyến rũ, lạc trong vẻ đẹp của cảnh giới Atula. Vì
Vì cảnh giới Atula mặc dù là cảnh giới thấp nhất của thiên quốc vô hình, nơi đó vẫn rất đẹp, quyến rũ, dễ thương, thậm chí mê hồn. Còn hơn cả vậy, vì nơi đó có thần thông, nếu quý vị đạt được, họ có mỹ nhân, nữ nhân Atula xinh đẹp, chẳng hạn như vậy, và nhà cửa nơi đó rất đẹp và mọi thứ rất thoải mái. Quý vị cũng có thể đi bất cứ đâu trong tích tắc, cảm thấy tự do và đầy lực lượng. Nếu không biết điều gì khác hơn, cảnh giới Atula, chúng ta sẽ nghĩ, đúng là đây là tận cùng của mọi hành trình, đây là cảnh giới tâm linh cao nhất, và rồi chúng ta kẹt lại đó. Quý vị dường như sống vô tận trên đó, quý vị không thêm tuổi, không thấy già đi, không bệnh hoạn, không bao giờ biết bệnh tật là gì. Dù quý vị có bệnh, họ cũng dùng phương pháp đơn giản và quý vị lành rất nhanh, cho nên quý vị làm sao có lòng để tìm kiếm điều gì cao hơn thế nữa. Chúng ta không cần phải biết mọi thứ trong vũ trụ, chúng ta chỉ cần biết làm sao sống trong vũ trụ. Chúng ta phải có lòng thương yêu, khoan dung, tự ái đối với người khác. Đặt người khác trước bản thân, chỉ nghĩ về điều họ muốn, như thể chúng ta là họ vậy. Chúng ta phải nghĩ đến người khác và yêu thương, và đó là kiến thức tốt nhất để sống trong bất kỳ cảnh giới nào trong vũ trụ xinh đẹp, phi thường, không cùng tận này. Tình thương sẽ giúp chúng ta biết thêm nhiều điều khác, bất cứ gì chúng ta cần biết. Thật ra, chúng sinh trên đa số hành tinh khác thấy địa cầu chúng ta buồn cười bởi vì chúng ta dễ dàng chọn phương sách giết hại nhau. Chúng ta đánh nhau trước sự khiêu khích rất nhỏ, chúng ta không thể dùng ngôn ngữ hay sự nhã nhặn để giải quyết những hiểu lầm hay nhầm lẫn. Họ thỉnh thoảng lái đĩa bay đến đây và đi vòng quanh để xem chúng ta thấy thích thú thế nào khi đánh nhau. Ở chỗ của họ, họ có nhiều cách để giải quyết vấn đề. Nếu họ không giải quyết được vấn đề, những ai có cùng lý tưởng sẽ dời đi chỗ khác để sống với nhau trong một góc. Họ không cho phép những người không chấp hành luật lệ, không có cùng lý tưởng hoặc không tôn trọng lối sống của họ được ở đó. Những người đó có thể đi đến chỗ khác họ phải đi, cho nên thế giới chúng ta có chút hỗn loạn. Khi chúng sinh trên các hành tinh này nhìn xuống chúng ta từ trên đó, họ thắc mắc, lạ thật, đã hàng triệu năm rồi mà họ vẫn cứng đầu như xưa, không tiến bộ chút nào cả. Họ ngồi với nhau nhưng vẫn không tìm được một lý tưởng chung. Tôi phải thiền và tìm khắp vũ trụ, và tôi phải viết xuống bất cứ gì tôi có thể nói, cô đọng hoặc có thể dịch sang ngôn ngữ loài người. Tôi phải viết xuống nhiều thứ vào ban đêm, nhất là khi tôi có câu hỏi. Tôi phải câu thông với tâm thức vũ trụ, trí huệ vũ trụ hoặc lịch sử quá khứ để có thể tìm ra câu trả lời. Và tôi phải viết trong bóng tối với đèn pin nhỏ, vì không muốn mất sự tập trung và câu thông, hiểu không? Và điều đó không luôn thoải mái cho đôi mắt, bởi vì đôi khi có được thông tin, tôi không thể đi tìm kính đeo mắt hay gì đó. Tôi phải làm thật nhanh. Đôi lúc tôi biết mệt ngoạt, đôi lúc tôi cũng không đọc được chữ viết của mình. Những điều này không phải từ trong túi áo của tôi. Tôi biết nó từ chân lý, được tiết lộ cho tôi. Và nếu không tự tìm được, thì tôi nhờ giúp đỡ. Tôi hỏi, ai biết về điều này? Ai biết về điều kia? Và rồi câu trả lời sẽ đến trong đầu tôi rằng, vị thần của kim tinh hoặc thần của hỏa tinh hoặc các bô lão của hỏa tinh. Thư viện lưu trữ lịch sử thiên hà, tôi chưa từng nghe về thư viện này trước kia. Tôi biết về thư viện lưu trữ Akashic, nhưng cái đó thì thông thường, người du hành tâm linh nào cũng biết. Họ ghi lại tất cả hành tinh, các hành tinh sống còn, bị hủy diệt và mới hình thành.
Điều có trong thư viện đó không ai được phép vào, vấn đề là vậy. Thư viện này chỉ dành cho hội đồng của thiên hà tham khảo, nghiên cứu hoặc chỉ để lưu giữ. Chỉ họ mới có thể vào đó để bàn luận về tương lai và làm thế nào để giúp hoặc không giúp, can thiệp hoặc không can thiệp. Người phàm, thậm chí minh sư, không thể đi vào để đọc bất cứ gì trong thư viện đó. Nhưng vị thần phụ trách về lưu trữ lịch sử thiên hà rất tử tế đã cho tôi dữ liệu, cho nên chúng ta phải cảm ơn Ngài. Là cô, là nữ, xin lỗi, một nữ thần xinh đẹp, rất tử tế, dịu dàng, nhiệt tình. Tôi cũng không biết điều này trước đây, nhờ câu hỏi và khẩn cầu tha thiết bên trong của quý vị mà tôi đã có thể liên lạc với vị nữ thần này. Nếu không, tôi thậm chí không nghĩ về điều đó. Tôi không nghĩ về điều đó. Thật ra, họ không để tâm là thần hay nữ thần, chỉ là trông thật xinh đẹp. Tôi nghĩ đó là nữ. Tôi cũng mừng quý vị đã đặt ra câu hỏi này. Nếu không, tôi cũng không biết về sự hiện hữu của thư viện lưu trữ lịch sử thiên hà, và cũng không biết đến vị nữ thần xinh đẹp này. Đức Phật xuống đây, nhưng đâu phải ai cũng nghe. Không sao, còn những tinh cầu khác cho họ. Tôi không thích sự bất công, hệ thống bất công, đổ lỗi hết cho nhân loại, thay vì đổ lỗi cho hoàn cảnh, đổ lỗi cho chính sách hoặc hệ thống nơi đây. Thành ra, nếu kéo dài được thời gian cho địa cầu này, thì con người sẽ có thêm cơ hội để chuộc lỗi và kiến tạo lại đời sống của họ và địa cầu. Bây giờ, nếu toàn thể nhân loại ở đây tu hành tốt, thì họ sẽ giữ được địa cầu. Rồi thế hệ sau này sẽ tiếp tục lối sống đúng đắn, đạo đức này. Nhưng nếu không làm, thì phải đợi một thời gian, nhiều ngàn năm để làm lại từ đầu, ở một nơi khác. Có thể một số người phải bị đọa địa ngục, thí dụ vậy, và ở đó mấy trăm, mấy ngàn năm đau khổ vô cùng. Thành ra, làm bây giờ thì tốt hơn, đừng chờ cơ hội khác. Giống như trẻ em khi đang học lớp 1, nếu không chịu học hành, thí dụ vậy, thì chúng phải ở lại lớp, sang năm phải học lại, phí cả một năm trời. Nếu chúng ta có địa cầu này, loài người có thể tiếp tục, loài vật và những chúng sinh khác có thể tiếp tục. Sự hủy diệt của kim tinh xảy ra lúc nào? Có phải là trước thảm họa của hỏa tinh? Đó là hàng tỷ năm trước, rất lâu trước khi thảm họa xảy ra với hỏa tinh. Do đó, không có người kim tinh nào trên đó để tôi liên lạc. Đó cũng là lý do tôi cần nhiều thời gian hơn để tìm bắt câu trả lời cho quý vị. Các câu trả lời không đến từ kim tinh. Tất cả câu trả lời quý vị vừa có không đến từ kim tinh, không phải từ hành tinh nóng này, và dĩ nhiên càng không đến từ kim tinh đã biến mất. Kim tinh thứ tư, tôi gọi là vậy, trong thể nghiệm của tôi đó là số 4. Để có câu trả lời này, tôi phải hỏi người hỏa tinh, các bô lão trên hỏa tinh giúp tôi một số câu trả lời. Nhưng các câu trả lời uyên thâm hơn không đến từ hỏa tinh, bởi vì người hỏa tinh không thể biết mọi việc. Nhưng đa số câu trả lời, thậm chí về kim tinh đã biến mất, đến từ một nguồn thông tin khác, cụ thể là chúng ta phải cảm ơn vị thần thư viện lưu trữ thiên hà. Ngài giữ mọi hồ sơ này, những chúng sinh này thu thập những trạng thái suy nghĩ riêng hay những đẳng cấp tâm thức khác nhau, và tùy theo sự tương giao giữa họ với nhau, họ sẽ tạo một loại năng lượng khác. Chúng ta chia năng lượng này ra làm hai loại. Loại thứ nhất là có được gọi là dương hay thượng đế tính, lực thiên đàng hay Phật tính. Loại thứ hai có thể đặt tên là lực âm hay là lực xấu, hay lực đen tối, trái với sự thiện lành. Sự thiện lành là lực dương đi đôi với lực âm. Mỗi khi bất cứ chúng sinh nào, dù là các vị thần, thiên thần, người địa cầu hay người thế tục, mỗi khi họ phát ra sự thiện lành, tính nhẫn nhục, tình thương và sự hợp tác, thì năng lực này sẽ được xếp vào loại tốt, là lực lượng thượng đế hay lực dương. Chúng ta càng nghĩ về những điều tốt, những chúng sinh này càng phát ra những điều tốt lành, thì trong bầu không khí, trong thế giới sẽ càng có nhiều lực dương.
Và mỗi khi chúng ta hay bất cứ chúng sinh nào phát ra sự thù hận, có những ý nghĩ không tốt hoặc bất cứ một khuynh hướng, hành động hay lời nói, tính cách phủ định, là chúng ta đã thêm vào cái nhà kho phủ định của vũ trụ, mà chúng ta gọi là lực xấu. Lực này sẽ tạo ra thêm nhiều thù hận, chiến tranh, bất hòa trong thế giới chúng ta hay trong bất cứ thế giới nào mà những người này sinh sống. Đó là tại sao chúng ta phải luôn luôn phát ra sự thiện lành trong tư tưởng, hành động và lời nói của mình để có thể nhận lấy được sự tốt lành mà chúng ta đã gieo. Cho nên trong Kinh Thánh có câu gieo gì gặt nấy, và trong Kinh Phật giáo cũng giống như vậy, ở hiền gặp lành, gieo gió gặp bão. Hầu hết kinh điển đều nói như vậy. Để được lên thiên đàng, bây giờ chúng ta biết rồi. Điều này rất hợp lý. Đó là chúng ta phải hòa nhập vào sự thiện lành, vào khía cạnh dương của thế giới. Khi chúng ta cầu nguyện điều gì trong tâm, đôi khi cũng có ích, chứ không phải vô ích. Nếu chúng ta cầu nguyện rất thành tâm, lời cầu nguyện sẽ thành tựu dù chúng ta có tu phép quán âm hay không. Đối với những người tu phép quán âm, tôi đã chỉ quý vị cách cầu nguyện. Hãy cầu nguyện điều cao thượng nhất thay vì những điều ích kỷ, thế tục. Chỉ khi đó quý vị mới nhận được ân điển tối cao. Chẳng hạn như quý vị có thể cầu được giải thoát khỏi sanh tử luân hồi, cầu minh sư để giúp quý vị thiền định, kiên trì và tinh tấn mỗi ngày, có thể chịu đựng được thế giới này trong khi chờ thời gian để về cố hương. Quý vị không nên cầu những điều như trở thành thiên tài hay thành khoa học gia giỏi nhất hay bác sĩ nổi tiếng nhất, vân vân. Tại sao một số trẻ em thông minh trong khi một số khác không được thông minh bằng? Tại sao một số người sinh ra đã có tài năng và một số không có? Bởi vì các em cầu nguyện được vào trường giỏi, thành học sinh thông minh nhất, tốt nghiệp dễ dàng và vân vân. Cho nên một số chúng sinh cao đẳng, có thể là thầy giáo hay thiên thần từ thế giới Atula, đến với những trẻ em này trong lúc chúng đang ngủ và lặng lẽ đem linh hồn của chúng lên những trường học trên thế giới gọi là thiên giới để học hỏi về âm nhạc, khoa học hay văn chương trên cảnh giới này, rồi các em trở nên siêu phàm và nổi bật, càng ngày càng giỏi hơn trong khi vẫn tiếp tục học hỏi. Nếu chúng ta có thể xuất hồn lên trên cảnh giới đó, chúng ta sẽ thấy có nhiều trường học đặc biệt để giáo dục trẻ em từ thế giới của chúng ta. Địa cầu của chúng ta không phải là hành tinh duy nhất trong vũ trụ. Có rất nhiều hành tinh tương tự như địa cầu, họ cũng có nền văn minh, đời sống và tư tưởng giống như chúng ta. Trẻ em ở đó cũng học hỏi trong những trường thiên giới. Trẻ em từ nhiều hành tinh khác cũng đến đó. Thông thường chỉ những trẻ em thông minh, xuất sắc và có nhiều phước báo mới có thể lên đó được để học hỏi những điều đem về cho thế gian. Do đó, một số em rất xuất sắc, phi thường và lanh lợi, có thể đàn nhạc rất hay hoặc làm thơ từ thời thơ ấu. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên. Đối với những người tu phép quán âm, tôi cũng dắt quý vị lên thiên đàng để học hỏi rất nhiều điều trong khi quý vị ngủ. Tuy nhiên, trường học của chúng ta khác với trường của họ. Điều quý vị học hỏi là trí huệ vĩ đại. Đôi khi tôi cũng đưa quý vị du ngoạn trên những cảnh giới lạ. Đó là vì sao một số đồng tu bỗng dưng có thể làm thơ, dù là họ chưa bao giờ có khả năng này. Ngoài ra, một số chưa bao giờ thích hội họa nhưng bây giờ có thể vẽ tranh khi họ vẽ thử. Và một số chưa bao giờ say mê âm nhạc nhưng bây giờ họ rất thích âm nhạc, học nhạc rất nhanh và đàn rất hay. Hoặc là có nhiều điều trước kia chúng ta không làm được nhưng bây giờ là rất giỏi, thậm chí còn giỏi hơn những người chuyên nghiệp. Đó toàn là vì tôi đưa quý vị đi học tại những trường siêu đẳng vào ban đêm. Khi tôi dắt quý vị lên thiên đàng, quý vị cũng quan sát cách làm việc siêu đẳng của họ. Đó là vì sao đôi khi chúng ta có thể lập tức hiểu được kỹ thuật chỉ bằng cách quan sát người khác làm việc. Dù đó không phải là nghề chuyên môn của mình, chúng ta vẫn có thể hiểu ngay lập tức
đôi khi còn giỏi hơn các chuyên gia. Quý vị đã từng có thể nghiệm này chưa? Do đó, sau khi tu phép quán âm, chúng ta sẽ làm mọi việc dễ dàng hơn và hiểu rõ tất cả những gì mình đọc. Một số người trước kia khờ khạo, bây giờ có thể làm thơ, viết báo và nói chuyện thật hùng hồn. Khi đọc sách hay kinh điển, họ có thể hiểu rõ. Trên thiên đàng có sự buồn khổ không? Vì trước đây sư phụ có nói rằng chúng ta sẽ cảm thấy rất hối tiếc trên thiên đàng nếu chúng ta thấy các đồng tu vượt qua mình để đi lên các cảnh giới cao hơn, bởi vì chúng ta đã không tu hành tinh tấn trong lúc còn ở thế giới vật chất. Vì vậy, chúng ta có thể cảm thấy buồn vào những lúc như vậy khi ở trên thiên đàng. Dĩ nhiên, quý vị ở trên thiên đàng thấp, như là Atula, cảnh giới Atula đầy cảm xúc, gần giống loài người ở đây. Vì vậy, quý vị phải lên cao hơn để vượt qua đẳng cấp của cảm xúc. Cảnh giới Atula là cảm xúc, cảnh giới thứ hai là tri thức, vẫn còn suy nghĩ, cầu mong này kia, cảnh giới thứ ba yên tĩnh hơn. Nhưng ở những cảnh giới cao hơn, quý vị không suy nghĩ gì nữa, quý vị hạnh phúc, mãn nguyện. Đôi khi đồng tu đi đến những cõi trời khác trong thiền định nhưng họ không biết mình đang viếng thăm thế giới nào. Vậy khi vãng sinh trên thiên đàng, làm sao chúng ta biết chắc mình đang ở thế giới nào nếu chúng ta không nhận ra môi trường chung quanh? Có những cảnh trí và âm thanh khác nhau đại diện cho mỗi vùng. Thí dụ, Atula có các cõi trời khác nhau, những cảnh giới khác nhau, khoảng 120 cảnh giới trong đẳng cấp Atula. Nhưng quý vị vẫn nghe những âm thanh tương tự và cảnh trí tương tự. Cho dù quý vị không biết, khi quý vị vãng sanh, minh sư sẽ chỉ dẫn quý vị và chỉ quý vị thấy và quý vị sẽ biết. Trong năm cảnh giới, thậm chí lên đến cảnh giới thứ 9, một linh hồn có hiện hữu vĩnh viễn, không phải bị hủy diệt, chỉ bị hạn chế, hoặc có thể bị hủy diệt nếu quá thô thiển, bị thiêu cháy bởi lửa vũ trụ hay bị hút vào lỗ đen và ở đó vĩnh viễn, gọi là bị giữ trong địa ngục vĩnh viễn. Trong kinh Phật có gọi tên là địa ngục vô gián, nghĩa là địa ngục đời đời. Chỉ những người có đời sống vô cùng tội lỗi và trái tim độc ác mới đi đến đó, hầu hết ở địa ngục có giới hạn về thời gian và rồi được cứu chuộc. Có linh hồn, cá thể mới nào được hình thành hay sáng tạo không? Có một số. Vậy các linh hồn mới được sáng tạo có luôn phải bắt đầu ở một dạng thô sơ rồi dần dần phát triển thành hình thể hoàn chỉnh hơn không? Không. Tùy thuộc vào họ được sáng tạo ở đâu và ai sáng tạo họ. Nếu vị Thượng Đế ở đẳng cấp thấp tạo ra họ thì có thể là vậy, nhưng một vị cao hơn sáng tạo họ thì không. Và linh hồn mới chỉ được sáng tạo khi thật sự cần thiết. Chúng ta đã có đủ linh hồn khắp toàn vũ trụ rồi. Thưa sư phụ, có phải có rất nhiều vũ trụ vật chất? Phải, rất nhiều, rất nhiều. Nhưng tôi có thể gọi chung là vũ trụ một, nhưng có nhiều phần. Và vũ trụ lớn này cũng trải qua các chu kỳ và hủy diệt hay sẽ luôn tồn tại. Có trải qua và trải qua sinh và diệt tùy thuộc ở đẳng cấp nào. Khi không đủ tốt để tồn tại nữa thì tạo một vũ trụ mới. Giống như một ngôi nhà khi bị đổ nát và hư hỏng quá, người ta phải đập xuống rồi sử dụng đất và nền để xây lại nhà mới, và những viên gạch còn sót lại họ tái chế thành xi măng để xây thành căn nhà mới, hoặc khỏi, chỉ dùng vật liệu mới để xây ngôi nhà mới. Còn vũ trụ tâm linh thì sao? Có trải qua chu kỳ nào không? Không, vũ trụ tâm linh cao thì không. Chúng tồn tại vĩnh viễn, bởi vì Thượng Đế sáng tạo vũ trụ. Có khi nào tất cả thế giới vật chất và tâm linh sẽ trở về với Thượng Đế và không còn hiện hữu không? Không, không, không phải vậy. Có một số thô thiển và một số thanh nhẹ. Những thế giới thanh nhẹ sẽ ở đó mãi mãi với Thượng Đế và không bao giờ rời Thượng Đế. Những vũ trụ thô thiển, tùy theo mức độ thô bao nhiêu, chúng phải bị tái chế, thanh lọc, đại khái vậy. Và những vũ trụ thấp hơn, thô hơn thì không phải do Thượng Đế sáng tạo, chỉ là những thứ còn sót lại và được tái chế lần 2, lần 3, lần 5, một năng lực đẳng cấp thấp. Từ đẳng cấp thứ 5
cho đến có thể là thứ ba, thứ hai hay Atula. Một số chúng sinh quan tâm đến việc giúp đỡ con người hoặc bởi vì họ vẫn còn nhân duyên với loài người, nhưng trên đẳng cấp thứ năm họ không thực sự quan tâm nhiều lắm. Họ có những việc khác, họ chỉ vui hưởng chính mình. Họ không nghe thấy chúng ta, họ không nghe thấy quý vị đau khổ ở đây. Đó là lý do Minh Sư phải xuống thế. Đó là lý do Minh Sư phải ở mọi cảnh giới khác nhau và câu thông với tất cả chúng sinh, hầu có thể nhận biết sự đau khổ của họ. Nếu Minh Sư chỉ ở một cảnh giới, hay chỉ ở cảnh giới thứ 6 hay bên trên thứ 7, thì Minh Sư cũng không nghe gì cả, không thấy gì cả, không có câu thông với sự đau khổ ở đây. Quý vị có biết ai từ bình diện vật chất thực sự biết và thấy chúng sinh đau khổ trong địa ngục này không? Có không? Không, bởi vì quý vị không câu thông được với địa ngục. Thưa sư phụ, khi loài vật lên thiên đàng, họ vẫn giữ hình dáng thú vật hay họ có một hình dáng khác? Và nếu có sự lựa chọn, tại sao một số linh hồn lại chọn hình thể loài vật trên thiên đàng, nếu hình thể con người được xem là đặc quyền hơn? Không, ở thiên đàng, hình thể con người không hữu ích nhiều như ở đây. Hình thể con người cũng là một dạng siêu nhiên, không có hình dạng, không phải là thể rắn. Loài vật một số được sáng tạo chỉ để trang hoàng, và một số có thể chọn giữ hình dạng đó. Họ có thể thay đổi hình dạng bất cứ lúc nào họ muốn, tùy theo họ ở thiên đàng nào, họ có lựa chọn. Hôm nay làm người giống như người, ngày mai trông như một loài vật. Họ tự tiêu khiển bằng nhiều thứ khác nhau. Có người nam và người nữ trong năm cảnh giới tâm linh hay không, và mục đích là gì? Không phải là linh hồn sẽ ra đi, không có giới tính. Ở các thiên đàng thấp, có ở thiên đàng cao, không. Không có sự khác biệt giữa nam và nữ, nhưng họ có thể chọn hóa hiện như vậy nếu họ muốn, nhưng không có dục vọng thấp kém giữa nam và nữ. Ở đẳng cấp Atula vẫn còn giới tính, nhưng không có cái chúng ta gọi là sự giao phối ở hành tinh này. Họ chỉ có tình yêu, có thể ước muốn gần gũi để làm việc chung, nhưng không quá thiên về thể xác như ở địa cầu. Đây chỉ là cách nói đại khái, nhưng Ma Vương không có ý gì xấu, chỉ là Ma Vương thích như vậy, loại tình thương không cao đẳng lắm, tình thương chiếm hữu nhiều hơn. Nhưng nếu chúng ta đã thọ pháp và chúng ta nói với các vị thần thấp hoặc các vị thần do Ma Vương tạo ra, nói rằng chúng ta theo học với vị minh sư nào đó và bây giờ chúng ta muốn đi với vị minh sư này lên cảnh giới thứ năm, chúng ta không muốn ở cảnh giới thấp nữa. Chúng ta cảm tạ sự giúp đỡ, dạy dỗ và thương yêu cho tới nay. Trước đây, họ theo học với vị thầy khác, cho nên khi họ đến thọ pháp môn Quán Âm, họ không thể lên cao hơn và họ bị nhức đầu mỗi khi tọa thiền và muốn đi lên cao. Rồi tôi bảo họ, quý vị nên xin lỗi rằng bây giờ quý vị muốn rời khỏi cảnh giới thấp để lên cảnh giới cao hơn và theo học với sư phụ Thanh Hải. Thì họ để quý vị đi. Trên cảnh giới tâm linh cao, nếu quý vị muốn có con, không có vấn đề gì cả. Quý vị không cần phải có chồng như ở đây và sẽ không ai cười quý vị. Nếu quý vị không có chồng, mọi người trong gia đình quý vị ngồi lại với nhau và cùng tập trung. Tôi muốn có con. Rồi quý vị nhìn xuống cảnh giới thấp hơn, xem linh hồn nào đã sẵn sàng mà quý vị thích, rồi hỏi linh hồn đó có muốn lên đây để làm con quý vị không, để đứa bé có thể được thăng hoa. Rồi đứa bé sẽ được sinh ra trong ánh sáng, đến với gia đình quý vị như vậy đó, ngay lập tức. Có thể ánh sáng sẽ giống như hoa sen hoặc tương tự như vậy. Đứa bé sẽ sinh ra từ đó, rồi trở thành người trong gia đình quý vị. Và quả vị tâm linh của nó cũng được nâng lên ngay tức. Cũng giống như khi quý vị được nhận vào một gia đình quý tộc hay một vị tổng thống chẳng hạn. Như vậy, quý vị sẽ trở thành con tổng thống, bất luận quý vị từ đâu đến hoặc quá khứ của quý vị là gì. Cũng giống như ở đây, chúng ta đến viện mồ côi để nhận con nuôi, để đứa bé này có được một đời sống tốt đẹp hơn với chúng ta trong gia đình.
Dĩ nhiên, quý vị có thể xin con nuôi từ người mẹ cũng được, xin từ những bà mẹ không muốn chăm sóc hoặc không có khả năng để chăm sóc bởi vì hoàn cảnh của người mẹ hay sự bất tiện vì danh giá hay lý do nào đó. Vì thế, quý vị có thể xin con nuôi. Nếu lực âm mạnh, nó sẽ tạo ra một bầu không khí dày đặc. Bất cứ ai bị kéo vào bầu không khí do những việc làm của chính họ sẽ thể nghiệm cái gọi là địa ngục, nơi mà sự đau đớn, ăn năn, cảm giác tội lỗi kinh khủng nhất sẽ giày vò tra tấn họ cho tới khi họ trả hết những ý nghĩ xấu và hành động không tốt mà họ đã làm trước kia. Chúng ta có thể tránh được điều đó, chúng ta có thể tránh được tình trạng đau khổ gọi là địa ngục này nếu chúng ta quay trở lại với sự thiện lành ngay bây giờ. Có hai loại thiên đàng, một loại tạm thời và một loại vĩnh cửu. Cái gọi là thiên đàng tạm thời có thể đạt được bằng cách làm việc tốt, bằng cách tránh điều xấu và bằng cách tu hành hối cải, tin theo một tôn giáo nào đó hoặc vị thượng đế nào đó, bằng cách cầu nguyện, đọc kinh và cố hết sức thực hành theo đó. Một loại thiên đàng nữa, hay thiên quốc, hay cái mà chúng ta gọi là thiên đàng rốt ráo, là thiên đàng vĩnh cửu, mãi mãi tồn tại, đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn và phải có ân điển của đấng tối cao, hay Phật tính, hay vị thượng đế bên trong chúng ta. Khi các đệ tử của Phật lên cõi dược sư Phật, họ nhìn thấy nơi đây được bao phủ bởi một số đá quý. Đất được làm bằng lưu ly, đa số cõi Phật có đặc tính giống nhau. Cõi dược sư Phật và cõi A-di-đà Phật có đặc tính giống nhau. Đất được làm bằng loại lưu ly hoặc lam bũ. Và rồi, nhà ở được làm bằng 7 loại ngọc quý, hồng ngọc và đủ loại kim cương, vàng bạc, vân vân. Và những người sống trên cõi giống như vậy vĩnh viễn, mãi mãi vui vẻ, sung sướng, không bao giờ gặp khổ nạn, không bao giờ nghe đến bất cứ sự đau khổ nào, ngay cả chữ khổ cũng không hiện hữu ở cõi đó, đừng nói chi đến việc họ phải chịu loại đau khổ này. Trong khi ở thế giới chúng ta, nơi gọi là địa cầu, thì có sự hòa lẫn giữa đau khổ và hạnh phúc. Đôi khi chúng ta đau khổ, đôi khi hạnh phúc. Một số người đau khổ, một số người hạnh phúc. Đó là sự khác biệt ở cõi Phật. Chỉ có hạnh phúc, vui sướng, hỷ lạc và tình thương. Không có đau khổ, hiểu lầm, bạo lực, than trách, tranh cãi hoặc chiến tranh. Mục đích Đức Phật nói với mọi người về tất cả cõi giới xinh đẹp này là gì? Là để chúng ta có thể liễu ngộ rằng có những tinh cầu mỹ miều khác, nơi chúng ta có thể đến sống và lưu lại vĩnh viễn. Không cần phải bám vào thế giới đau khổ này nếu nghĩ rằng thế giới này quá đau khổ cho mình. Chúng ta không phải ở lại đây, chúng ta có thể chọn lựa, đó là mục đích của Đức Phật. Trong vũ trụ, tất cả sự việc, mọi thứ đều tạo ra bởi năng lực, và chúng ta gọi đó là lực sáng tạo, hay có thể gọi là đấng tạo hóa, vì năng lực này lan tràn khắp mọi phương hướng khác nhau. Tất cả năng lực này bây giờ đang lan khắp nơi trong vũ trụ. Chỉ là đẳng cấp thứ 5 là mức giải thoát tối cao cho loài người sinh ra trên địa cầu này. Và một điều là không phải mặt trời phân biệt quý vị ăn gì, thật ra mặt trời không màng, mặt trời không phê phán, mà chỉ gia trì con người, chỉ làm cho con người hạnh phúc, chỉ làm cho mọi thứ tăng trưởng và làm cho địa cầu vui tươi. Nhưng nếu chúng ta ăn thuần chay thì có nghĩa là chúng ta có ít gánh nặng hơn và thượng đế tánh của mình ít bị che phủ hơn và do đó dễ cho mặt trời nâng chúng ta lên đẳng cấp thứ 5. Tất cả chúng sinh đang gia trì cho chúng ta bao gồm loài vật, cây cối, đá sỏi, núi sông, ao hồ và biển cả vân vân. Nhưng thí dụ nếu một người thuần chay và ngồi trên bãi biển mỗi ngày và nhìn vào biển hoặc tắm trong biển có lẽ nửa tiếng mỗi ngày và xin biển gia trì cho họ hoặc thăng hoa cho họ về tâm linh thì người đó sẽ đạt được đẳng cấp thứ 3. Cho nên mặt trời rất vĩ đại, rất vĩ đại. Phật Thích Ca khi Ngài còn tại thế, ý tôi nói là khi Ngài còn ở thế giới hữu hình, trong thân phàm,
Ngài giới thiệu với chúng ta rất nhiều cảnh giới tuyệt vời, chúng ta gọi là cõi Phật. Chúa Giêsu Kitô khi Ngài còn tại thế cũng giới thiệu với chúng ta nhiều nơi gọi là thiên đàng, những cảnh giới tâm thức khác nhau. Ngài cũng bảo chúng ta, trong nhà của chúng ta có nhiều lâu đài, quý vị có nhớ không? Câu nhiều cõi Phật có nghĩa là gì? Trong nhà của cha ta có nhiều lâu đài có nghĩa là gì? Tôi muốn giới thiệu với quý vị một trong những Phật quốc, và quý vị có thể nói rằng đó là một trong những lâu đài của Thượng Đế. Theo Phật giáo, có một cõi Phật rất đẹp. Có nhiều cõi Phật khác nhau, nhưng hôm nay chúng ta sẽ nói về một trong những cõi đó. Cõi Phật này được gọi là cõi Dược Sư Phật. Khi vị Phật này còn ở trong phàm thân và đi khắp thế giới cứu độ chúng sinh, Ngài có 12 đại nguyện giúp ích con người. Lập đại nguyện có nghĩa là gì? Khi quý vị tu hành Bồ Tát, có nghĩa là khi quý vị tu hành để trở thành một vị thánh, quý vị thích giúp người theo cách như thế này, như thế kia, và quý vị ước mong trong tâm là người đời sẽ được lợi ích từ quý vị trong cách nào đó. Đây gọi là đại nguyện. Do đó, thiên đàng và địa ngục không phải chỉ là nơi chốn, đó là sự thành đạt tâm linh hoặc đẳng cấp tu hành của chúng ta. Chúng ta đến thế giới này rồi, tại sao phải đợi để trở về thiên đàng? Chúng ta nên cố gắng tối đa để biến thế giới này thành thiên đàng, tại sao phải đợi về thiên đàng? Mỗi ngày khi quý vị thiền, quý vị ở trên thiên đàng cũng giống như ở đây. Quý vị ở trên thiên đàng cũng giống như vậy. Thiên đàng ở bên trong vị thánh nhân. Chúng sinh ở đẳng cấp thứ tư và thứ năm sống ở mặt trời, bởi vì họ muốn giúp những hành tinh bao quanh mặt trời và giúp địa cầu này. Không có mặt trời, nhiều thứ không thể mọc, người ta sẽ buồn khổ vì thế giới này luôn tối như đêm. Do đó vào mùa đông chúng ta thấy buồn chán, mùa hè mọi người rất vui vẻ như mình sống lại vậy, đó là nhờ mặt trời. Những chúng sinh này sống ở đó là để gia trì giúp chúng ta và làm cho chúng ta vui. Nếu mặt trời bị hủy diệt, nó sẽ không bị hủy diệt. Họ không có thân thể vật chất, hiểu không? Chúng ta có thân thể vật chất cho nên có thể bị hủy diệt, nhưng họ không có thân thể vật chất. Thân thể họ không thể bị hủy diệt bằng không. Họ làm sao chịu đựng nhiệt độ hàng ngàn độ ở đó? Không ai có thể ở trên mặt trời, thậm chí một sát na, bởi vì nó quá nóng. Nếu một người có lòng tốt và không làm hại ai, không nhất thiết là người đó làm điều gì tốt cho ai mà chỉ không làm hại. Và nếu người đó theo lối dinh dưỡng thuần chay, dù bắt đầu khi đã lớn tuổi, tôi không cần biết lúc nào. Và nếu mỗi ngày người đó chỉ nhìn lên mặt trời và xin được gia trì, xin được thăng hoa về tâm linh, họ sẽ đạt được một đẳng cấp tâm linh rất cao, thậm chí có thể là đẳng cấp thứ năm. Nếu một người không phải thuần chay nhưng vẫn nhìn vào mặt trời và xin được gia trì, xin được nâng cao về tâm linh thì người đó chỉ đạt được đẳng cấp thứ ba. Tôi tiếc là phải nói như vậy, đó là một sự khác biệt lớn, khác biệt giữa hai đẳng cấp. Mặc dù ở thế giới Atula, quý vị biết rằng sau vài trăm năm hoặc vài ngàn năm, quý vị sẽ chết, nhưng quý vị vẫn không muốn tìm kiếm đời sống vĩnh hằng. Ngay cả ở đây, dù biết tối đa mình chỉ sống được khoảng 100 năm, nhưng chúng ta vẫn không muốn tìm kiếm đời sống vĩnh hằng, đừng nói chi đến cảnh giới Atula. Nói về linh hồn, không phải thân thể vật chất, khi linh hồn chúng ta đạt đẳng cấp thứ tư hoặc thứ năm, thì có thể sống ở mọi nơi. Thí dụ, một số chúng sinh ở đẳng cấp thứ tư và thứ năm xuống địa cầu, bởi vì họ muốn giúp con người và địa cầu. Khi họ đi, họ sẽ trở về đẳng cấp thứ tư và thứ năm. Họ không bị hủy diệt, thậm chí khi thân thể họ bị hủy diệt, dù toàn địa cầu bị hủy diệt, những chúng sinh này sẽ không bị hủy diệt. Họ là Như Lai, có nghĩa là vô sở bất tại. Họ ở đâu cũng giống vậy.
Thân phàm của quý vị thì giống như mọi người khác, nhưng cho dù nhục thể của quý vị có bị hủy diệt, quý vị vẫn sẽ không bị hủy diệt. Bởi vậy, có nói Địa Tạng Vương Bồ Tát rất vui vẻ sống ở địa ngục, nhưng các chúng sinh khác ở địa ngục rất đau khổ. Bất cứ nơi nào Ngài đi, Ngài mang theo địa đàn. Theo Ngài, Ngài mang nó trong túi. Họ vẫn giống như trước, họ vẫn giống như lúc còn ở trên này, vẫn tranh đấu với nhau. Khi những nhà lãnh đạo kia còn ở trên đó, họ đánh nhau với mọi chúng sinh khác. Sau khi đến đây, họ lại đánh nhau. Trên một số hành tinh, họ không ăn. Ngay cả một số người trên địa cầu cũng không ăn, họ không cần thực phẩm vật chất. Một số người cần thực phẩm như mình, nhưng một vài tinh cầu khác, họ trồng những loại thực phẩm khác nhau. Đôi khi trông giống như rau của mình, nhưng một số tinh cầu khác trồng những thứ khác. Trông không giống như rau cải của chúng ta, nhưng vẫn có rất nhiều dinh dưỡng. Đa số các tinh cầu văn minh có đĩa bay, vân vân, và đại khái vậy. Họ đều ăn chay, họ không ăn thịt. Không ai ăn thịt cả. Tất cả những người ăn thịt bị lưu đày sang địa cầu này. Do đó, địa cầu của chúng ta đầy những người ăn thịt. Những người ăn thịt có sự lựa chọn. Ăn chay, quý vị ở lại trên đó. Ăn thịt thì đi xuống đây. Có ai trong quý vị đi lên tinh cầu khác chưa? Lâu đài pha lê chẳng hạn. Những người sống trong lâu đài pha lê, họ không ăn như chúng ta. Hơn nữa, họ ăn rất ít. Cho dù có ăn cũng chỉ một phần nhỏ là họ đã no cả ngày và có rất nhiều năng lượng. Họ không sống chỉ bằng thực phẩm. Thưa sư phụ, người hỏa tinh ăn gì? Có phải họ đều ăn chay? Họ ăn chay hầu hết là thuần chay. Họ chỉ ăn một bữa hoặc hai bữa, nhiều nhất là ba bữa một ngày. Nhưng chỉ ăn khoảng 1/4 lượng thức ăn trung bình của chúng ta trên địa cầu. Họ là những người hạnh phúc. Họ không ăn nhiều như vậy. Họ nấu ăn bằng điện. Không có ga, không có lửa ở đó. Nhiệt độ lúc nào cũng giống nhau nên họ hầu như rất khỏe. Thời tiết dưới lòng đất ở hỏa tinh luôn như nhau. Họ có thiết bị kiểm soát thời tiết. Và họ không làm việc quá nhiều như chúng ta ở đây, họ không căng thẳng vì việc sinh sống, nên họ thực sự không cần nhiều thực phẩm. Họ ăn rất ít và khỏe mạnh, họ ăn ngũ cốc như chúng ta. Một số loại, không phải tất cả, đều giống những gì chúng ta có. Hầu hết họ trồng cây trong nước. Họ có cây, ăn trái và có cả dầu ăn. Họ dùng dầu ăn lấy từ ngũ cốc để nấu nướng. Vì họ ăn chay nên họ có hệ miễn dịch mạnh. Nhờ đó họ sống sót lúc ban đầu. Trên khía cạnh vật chất thì nói là vậy, nhưng quý vị biết đó là nghiệp quả. Họ có nghiệp quả tốt, họ có đạo đức và công đức. Lý do là vậy nên họ sống sót trong bất kỳ tình huống nào và họ vẫn tiếp tục ăn chay. Thế giới bao phủ rất nhiều vi khuẩn và rất nhiều bệnh tật, nhưng chúng ta đã miễn nhiễm rất nhiều với hệ thống này. Giả sử nếu một số người từ những hành tinh khác đến đây, họ mắc bệnh rất nhanh. Cho nên, nếu đến đây họ phải trang bị cho mình với nhiều thứ, khử trùng, mặt nạ, bộ đồ, găng tay, đủ thứ. Đó là lý do đôi khi quý vị nhìn những người ngoại tinh, trông họ rất kỳ lạ, không giống con người nhiều lắm. Nhưng thật ra họ rất xinh đẹp, ngoại trừ những người ác và xấu. Họ từ cảnh giới khác. Nhưng đa số người ngoại tinh cao đẳng, họ rất xinh đẹp, một số rất cao, cao lớn hơn chúng ta, ba lần lớn hơn người Mỹ, phải. Một số cao hơn như vậy, lớn hơn, nhưng một số thì trung bình như chúng ta, một số nhỏ hơn. Nhưng họ phần lớn rất xinh đẹp và thân thiện, quý vị có thể đọc về họ trong nhiều sách. Đại khái vậy. Họ sẽ kể chuyện quý vị nghe. Và theo như trong kinh Phật, có những chúng sinh khác to lớn như vậy. Tôi đọc trong kinh Phật có nói giống vậy. Một trong 10 đại đệ tử của Phật bay lên một số nơi ngoại tinh để thăm các hành tinh khác. Và ông dừng lại một trong những hành tinh. Vào lúc đó một số người ở đang
ăn trưa và chén của họ thật lớn. Chén cơm và thức ăn thật lớn đến nỗi ông dừng lại trên mượn chén và ông trông giống như một con ruồi. Và rồi những chúng sinh đó nói chuyện với ông: trời ơi, con ruồi này lạ quá, chưa bao giờ thấy ruồi như vậy ở chỗ chúng ta. Thật ra đó là đệ tử của Phật, một nhà sư Ấn Độ, nhưng bởi vì người đó lớn quá nên thậm chí chỉ đậu trên miệng chén của họ, chén cơm họ thấy như con ruồi. Cho nên khi nhìn con ruồi trên miệng chén của quý vị, có lẽ nên xét lại. Vì vậy ráng đừng giết họ, bởi vì đó có thể là một người xuất gia từ một hành tinh nào khác. Chúng ta không phải lúc nào cũng giống nhau, ngay cả ở địa cầu, chúng ta có bao nhiêu chủng tộc. Địa cầu mà đã có vô số người trông khác nhau, làm sao toàn cõi thiên hà vũ trụ lại trông giống nhau? Không thể nào. Vì thiên tai, hoặc vì ngoan cố, hoặc vì một số tai họa đã trút xuống chúng ta, và chúng ta đã quên bí quyết của đời sống, do đó chúng ta đã thoái hóa tới mức độ mà kiếp sống đã trở nên quá ngắn, cho nên khó cho chúng ta làm được việc gì trên đời này. Nếu kiếp sống của chúng ta dài hơn, có lẽ chúng ta sẽ làm được nhiều hơn. Trước đây Ngài có nói về một lốc xoáy ở trung tâm vũ trụ nguyên thủy phát ra tình thương đến mọi hướng để tất cả chúng sinh ở đó được phúc lạc và mãn nguyện. Vũ trụ bóng có gì giống như lốc xoáy của vũ trụ nguyên thủy không? Có, chỉ là ít lực lượng hơn, chỉ là một bản sao nhưng vẫn mạnh mẽ. Nếu không có, quý vị và tôi không hiện hữu. Không có gì hiện hữu, mặt trời, mặt trăng, tinh tú không hiện hữu, địa cầu không hiện hữu, sự sống không hiện hữu, không có gì có thể được tạo ra, không có gì có thể được duy trì. Tôi đã nói đó là một bản sao của vũ trụ nguyên thủy, phải, lốc xoáy. Nhưng thưa sư phụ, nếu vũ trụ bóng có lốc xoáy, tại sao chúng sinh ở đây không vui? Bởi vì cho dù có lốc xoáy ở chính giữa vũ trụ bóng, đáng lẽ ra mọi chúng sinh vui vẻ, nhưng thứ nhất, nó không mạnh bằng ở vũ trụ nguyên thủy. Tuy vậy, nó cũng mạnh đủ để thăng hoa và làm cho vạn vật khai ngộ, và nơi tiếp nhận sự kết nối này với lốc xoáy là ở giữa trán chúng ta, như là tôi đã chỉ cho quý vị lúc thọ tâm ấn, mắt thứ ba. Lốc xoáy cũng làm người ta vui vẻ và giúp đỡ về mọi mặt, nhưng chỉ có thể được kết nối qua một cột điện con người mà quý vị gọi là minh sư. Đó là lý do sau khi kết nối qua một minh sư hay một tâm ấn chính thức, đời sống người thọ tâm ấn luôn suôn sẻ hơn, vui vẻ hơn và thông minh hơn, vân vân. Nhưng hầu hết con người và chúng sinh trên địa cầu hay trong các thế giới vật chất không ý thức về điểm kết nối này được tạo ra trong con người họ, ở trên trán, trong thân thể siêu nhiên. Nhưng điểm đó ở trên trán tính dựa trên thân thể vật chất, hầu hết chúng sinh không nhận biết điều đó. Nhiều chúng sinh không nhận ra điều đó, nên họ không cảm thấy mãn nguyện mấy trong cuộc sống và không cảm thấy khai ngộ. Và dĩ nhiên ma vương và bộ hạ của hắn cố hết sức ngăn cản những chúng sinh điều này. Vì vậy thế giới đau khổ và chúng sinh nơi đây nói chung đều bất lực, không được vui lắm và không được khai ngộ lắm. Trong thế giới Atula